Toyota Innova số sàn 2019, anh chị, xe lăn bánh chỉ mới có là 62.000 cây, biển số tại tỉnh Lạng Sơn màu bạc, một chủ sử dụng từ đầu anh chị nhé. Và xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh của Huệ Auto Sài Gòn, chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng. Bên cạnh mẫu 2019 thì em đang còn một chiếc 2018 này vừa mới về này anh chị, cũng số sàn luôn. Outlander 2022 anh chị nha. Fortuner xăng một còng số tự động 2017. Bây giờ Fortuner xăng có vẻ chậm anh chị nhỉ? Chuộng máy dầu hơn hay thế nào nhỉ? Máy dầu thì hôm nay em về được thêm một chiếc nè, mà là phiên bản Legender. Chiếc đó thì đi lướt ha. Này Legender này nè anh chị. Xe 2021 em chào bán giá là 1.020.000, máy dầu số tự động một còng. Một cặp Mazda CX-8 Premium anh chị nha. Chiếc màu xám này là phiên bản 2020, em bán là 780, 2022 2.5 rì hai cầu anh chị ha. 906. Phía bên trong thì em còn một chiếc Rondo. Rondo này chắc ngày mai đem ra quá, để bên trong nó bị nhỏ quá. Rondo 7 chỗ anh chị 2022, Santa Fe xăng 2020, CRV 2021 bản L màu xanh. Xe đi có 13.000 cây, biển tỉnh anh chị. Vios G 2019 anh chị nha. Fortuner xăng 2 cầu 2013, 445 triệu anh chị. Một chiếc xe có giá tầm hơn 1.4 tỷ vào thời điểm xe ra mắt, như sau 10 năm khấu hao vẫn còn 445 triệu anh chị. Đây, Legender một cầu anh chị ha, 1.020 tỷ. Dạ, và không làm mất thời gian hơn của anh chị nha, em mời mình quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Toyota Innova số sàn 2019 anh chị. Xe lăn bánh chị mới có là 62.000 cây. Biển số này tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu anh chị nha. Em chào bạn với giá là 545 triệu anh chị nha. Có nút hồ sơ gốc luôn cho anh chị. Và bên cạnh đó thì anh chị mình có nhu cầu bán xe, trao đổi xe, hoặc là lên đời xe, hoặc cần thẩm định giá, cần xem thử cái giá thị trường của xe anh chị hiện tại nó đang rơi vào tầm khoảng nào, thì anh chị mình cũng có liên hệ trực tiếp với em qua các số Zalo hoặc các số điện thoại để trên góc trái màn hình của anh chị, 0937003355. Em sẽ hỗ trợ báo giá qua điện thoại luôn cho anh chị nha. Anh chị cảm thấy hợp lý, hài lòng và thỏa thuận được với cái giá đó thì mình hẹn coi xe trực tiếp để làm việc luôn anh chị nhé. Mà bây giờ đi, không mời anh chị mình quay trở lại với lại nhân vật chính của chúng ta. Bảng số sàn mình sẽ trang bị là đèn pha halogen anh chị nha. Mặt ga lăng ở phía trước thì đồng đều màu luôn thôi. Rồi bây giờ là mâm vỏ này anh chị mình coi nha. Dàn vỏ là của Bridgestone luôn. Rồi anh chị mâm nè. Còn rất là đẹp nha. Ít chì xước lắm nếu mà xe mình 2019 mà anh chị coi nha. Đi tỉnh á, mà bị cứng móp nhẹ như thế này thì chủ người ta cũng giữ khá là kỹ rồi anh chị. Vỏ này để được thay cho mình vào tuần 37 của năm 2022 anh chị nha. Dàn vỏ của Bridgestone nhưng còn khá là dày. Đây, lòng ở trong. Đăng kiểm tháng 4 2025, đường bộ cũng vậy luôn, vô tư đi. Và chiếc xe này nè anh chị thì bên em có đầu tư nâng cấp cho một bộ ghế da nha. Đây, bữa nhận xe về là xe ghế nỉ. Ghế đó thì nó cũng không có được đẹp cho lắm nên chị. Mà ghế nỉ anh chị biết chất liệu đó mà, rất là dễ bám bẩn. Đầu tư luôn một bộ ghế da mới anh chị nha. Chị coi bộ ghế này chưa sử dụng, cục trần 5D. Trần này thì tùy vào sở thích cá nhân của anh chị nha. Anh chị mình sẽ khen đẹp và cũng anh chị mình sẽ chê, sẽ không có hài lòng, không thích nó cho lắm. Nên nó tùy vào mỹ quan của mỗi anh chị ha. Màn hình DVD tích hợp camera gear nè. Điều hòa cơ, rồi Eco Power số sàn, có cân bằng điện tử. 2019 thì anh chị mình có màn hình zin theo xe nha. Chứ còn 2018 á, làm xài cái màn hình CD luôn anh chị nha. Không có cam da. Có xe nào có là lắp thêm anh chị, chứ không phải là nguyên zin. Bộ ghế da này là còn mới anh chị nha. Mới 100% luôn, chưa có xài cái gì luôn á anh chị. Phía sau xe nè, đồng đều màu lắm anh chị, màu bạc. Đây là màu bạc này của Innova thì và cái màu trường tồn, cái màu rất là phổ biến luôn. Phổ phía sau xe này, cam này là cam da rim zin theo xe anh chị nha. Hai cái cảm biến da nè, em mở cái khoang máy cái đoạn xe tắt bình này. Em mở cái khung gầm nha anh chị mình coi chung với em nè. Xe này thì bên em xịt rửa gầm rồi anh chị thấy không? Đẹp đẽ bóng bẩy á. Thì mấy xe mà hay thường mà đăng ký điện tỉnh anh chị thì bên em có hay xịt rửa gầm lắm, vì ở tỉnh á thì xe đậu nó hay bị dơ, những cái xe di chuyển trong thành phố này đất cát đất đỏ hoặc là cái đường xá rồi nó có ít gì hơn thành phố mà nó không được đẹp bằng thành phố á, hay về bên em rửa gầm hết lòng bè nè anh chị nhá. Lớp xe nè
bốn vỏ nha, vừa thay mới cho mình là 2022. Nova thì đi rất là tiết kiệm, anh chị 100 cây thì anh chị đi hỗn hợp tầm khoảng 9 đến 7, nhưng mà chiều hao giùm em nha, 10 11 lít nha, 10 11 lít. Đây, bộ ghế bên trong có chạy sàn sim ly. Thế thì với những chiếc xe mà bên em bán ra anh chị nha, mình có cam kết hết cho anh chị là xe không lâm đụng, không ngập nước nha. Động cơ hộp số mình còn nguyên zin và bao tép hãng luôn cho anh chị. Nhưng mà tép hãng xe nó bị lỗi, bị ngập nước, bị thủy kích thì bên em sẽ hoàn luôn cái tiền cọc lại cho anh chị và thanh toán luôn những chi phí phát sinh đó luôn. Anh chị mình hoàn toàn mình yên tâm ha. Innova số sàn mình sẽ gập cơ cái gương hậu ngoài anh chị nha, chứ nó sẽ không có nút gập điện. Vô lăng thì tinh giản, chỉ có đàm thoại lẫn tay, bọc urethane, mà chrome khu vực này anh chị ha. Đó, màn hình analog ở bên trong nè. DVD này là zin theo xe, điều hòa mình điều hòa cơ, xe xài chìa anh chị nha. Innova số sàn của mình là xài chìa khóa, mà em đủ anh chị mình hay chìa. Có hộp số sàn 5 cấp nè, Eco Power cân bằng điện tử có đầy đủ hết luôn. Phanh tay, xe Innova thì thật ra nồi đồng cối đá, vì hay đùa với nhau rằng là trong xe cũng không có gì để hức, rất là bền bỉ, rất là tiết kiệm luôn anh chị nha. Đi kinh doanh cũng kinh tế, mình đi gia đình anh chị là mình thích số sàn này, đây quả là sự lựa chọn mình đáng cân nhắc anh chị nha. Rồi để em quay trên cái khoang máy anh chị nữa nha. Dạ và anh chị nha, đây là khoang máy của chiếc Toyota Innova số sàn 2019 anh chị nha. Đó, khoang máy của xe nè, động cơ 2.0 dual VVT-i, động cơ rất là linh tính và tiết kiệm á. Động cơ này thì cho đến thời điểm này Toyota vẫn đang sử dụng cho những cái dòng xe hiện tại luôn, nên không có dấu hiệu bị lỗi thời hay bị thay mới hết động cơ gì đâu anh chị nha. Đây tai ốc này, chân đèn còn đầy đủ nha, không có bị gãy nè anh chị nha, không có độ đèn gì hết luôn, đồ nguyên zin theo xe. Đó, cam kết anh chị nha, xe không lâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ, pháp lý chuẩn nha, đủ điều kiện anh chị mình mua bán sang tên, có bao cánh hãng luôn. Anh chị mình ta hả, keo chỉ á, liền lạc luôn anh chị ha. Đó, bên này, phía bên này cũng vậy luôn, chỉnh chỉnh anh chị nha. Dạ và anh chị nhé, chiếc Toyota Innova số sàn 2019, xe lăn bánh là 62.000 cây, biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, em đang chào bán với giá là 545 triệu anh chị nha. Có rút hồ sơ gốc luôn cho anh chị. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này, cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên góc trái màn hình của anh chị nha, 0937003355. Em sẽ hỗ trợ anh chị mình báo cái mức giá tốt nhất có thể, cũng như là anh chị mình có nhu cầu mình lên xem xe thực tế để rồi chốt xe đó chẳng hạn, thì anh chị mình cứ lên coi trực tiếp nha. Và cũng đừng quên là phải gặp cô quầy xe cũ anh chị nhé, để em có cơ hội được hỗ trợ anh chị mình mức giá tốt nhất có thể. Rồi thì bên cạnh nói với anh chị mà mình có yêu thích những cái mẫu xe nào mà hiện tại trong showroom em có này, như đã xin cả giới thiệu nhanh vào đầu video thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em nha, thì em sẽ gửi cho anh chị mình đầy đủ thông tin hơn của mẫu xe đó. Rồi em xin phép được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị những chiếc video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp anh chị nhé. Em xin chào.